Vướng nghi vấn hẹn hò, Khả Như và Huỳnh Phương tiếp tục bị soi bằng chứng tình cảm khó chối cãi. Thời gian vừa qua, Khả Như và Huỳnh Phương là cặp đôi vào tầm ngắm của cư dân mạng. Nguyên do vì cả hai bị soi hàng loạt những chi tiết đáng ngờ khi thân thiết xuất hiện chung tại các sự kiện. Khả Như và Huỳnh Phương không ngần ngại thể hiện hành động tình cảm như kè kè bên cạnh nhau, chỉnh tóc cho nửa kia. Khi bước lên thảm đỏ chụp hình, Huỳnh Phương cũng có hành động ga lăng với nữ diễn viên. Sau khi bị netizen soi những dấu hiệu nghi ngờ mối quan hệ tình cảm, Khả Như và Huỳnh Phương không lên tiếng làm rõ. Cả hai vẫn chia sẻ những hoạt động từng ngày trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong bức hình chụp chung với dàn diễn viên V-Biz, Khả Như và Huỳnh Phương bị soi vị trí ngồi ngay sát bên cạnh nhau. Chi tiết này càng khiến cư dân mạng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của cặp đôi. Không chỉ có tương tác thân thiết ngoài đời, khi nhập vai trên sân khấu, cả hai cũng có những phân cảnh ngọt ngào. Nữ diễn viên cho hay ban đầu cô và Huỳnh Phương diễn bằng kỹ thuật, né tránh đủ kiểu nhưng bị đạo diễn yêu cầu phải hôn thật. Trong lúc tập, Khả Như rất áp lực và suýt nữa đã ngất xỉu trong phân cảnh hôn. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.